tôi sẽ nói ngay rằng, thưa anh, xin tha thứ cho tôi đã sai trật. Những người kiêu ngạo không thể thuần phục, họ không biết hậu thánh là gì. Khi nào thánh nói rằng nên sai, thì nên phải học tập nhu mì, khiêm nhường và thuần phục. Nên phải học tập khiêm nhường và mềm mại trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy học tập bài học thuần phục. Đức Chúa Trời đã thiết lập các quy quyền trong hội thánh. Công việc của họ là trông nom hội thánh. Tất cả các anh em đều phải học tập chấp nhận nhiều năm và đã thực hiện nhiều điều. Nhưng nếu anh em chỉ họ thuần phục ai, thì có thể họ không thể nêu lên tên một người nào. Công việc thuần phục ngài là vào cái thuần phục quy quyền của Đức Chúa Trời đã chỉ định trên đất, tức là hội thánh. 16 câu 15 16 chép: anh em ơi, anh em biết nhà Sê-phana là trái đầu mùa của A-chan, và họ nhất nguyện phục vụ các thánh đồ, nên cần phải tôn trọng các trưởng lão, thậm chí đối với những người lao động công lao. Anh em chị nhớ theo người anh em này nào, từ người của anh em khác thì họ không phải là từ thần phục thật. Anh em cần phải phục vụ những người đi trước mình. Khi ba hay năm anh em nắm lại với nhau, thậm chí trong 2-3 giờ đồng hồ tự phát, một người sẽ tỏ ra là người âm đạo của Chúa Trời chỉ định. Anh em phải phục vụ người ấy, nét đặt trước. Y viên phải được bày tỏ ra nơi mỗi tế bào của thân thể. Nó chỉ thể nào mà nó hoạt động một cách độc lập là cơ thể là bệnh hết.